Bạn mặc cảm vì không có cá tính, bạn mặc kệ vì kể cả có cá tính thì cũng không ai quan tâm. Thế thì hãy mặc áo của The Next Level. Chúng tôi có sweater, hoodie, mọi mẫu mã, mọi game, mọi phim. Với bộ sưu tập mới nhất Game of the Year, đặc biệt có thêm chương trình mua 2 tặng 1 không chột cũng khỏe, kéo dài từ 12 đến 19 tháng 12. Còn chờ gì nữa, mặc áo The Next Level đời phải nể, nhiều vô kể là gái theo. Cô thì ôm eo, cô thì tiếp rượu, thích điệu mẫu gì cũng có, kể cả chó cũng thích mặc. Mua thôi. Này Eddie, chúng ta có nên thiết kế một vị tướng xạ thủ cầm hai súng có chiêu quy có thể cấu máu địch bằng cách bấm vào một con lính. Chiêu W chẳng làm được cái mẹ gì ngoài tăng tốc chạy và tương tác với nội tại, chứ E tăng khả năng sống sót và ulti thì gây hàng tấn sát thương trong vài giây không. Nhưng Fred à, đó chính xác là mô tả của Miss Fortune mà. Nhưng mà tớ muốn làm nó dễ đánh hơn. À, ý cậu là muốn thêm tí sô-cô-la chứ gì. Và thế là Lucian, vị tướng mới đã đến. Ngày xưa, ở Demacia, có một chàng trai tên là Lucian. Anh ta là vệ binh ánh sáng vì bố anh ta cũng là vệ binh ánh sáng và anh ta cưới một vệ binh ánh sáng khác tên là Senna. Cuộc sống vệ binh ánh sáng khá là bình yên cho đến khi họ gặp Thresh, một linh hồn tà ác trên quần đảo bóng đêm. Hắn nhốt Senna vào trong chiếc lồng đèn ma quái, khiến Lucian phải ngày đêm tìm cách giải cứu cho vợ mình. Cá nhân tôi nghĩ nên đặt tên cho vợ của Lucian là Tide. Vì sao ư? Vì he couldn't stand apart Tide. Tóm lại là có chuyện về Lucian, tôi đến nỗi anh không thể ngừng nói về điều đó. Everybody dies. Some just need a little help. Not too many problems a shot to the head can't fix. No sunshine where I'm going. There's a chill in the air. These guns run on fury. I never run out. Chúa ơi, Lucian, bình còn mẹ nó tĩnh đi nào. Đây, ăn miếng gà rán đi này. Đi tham quan thì người ta gọi là du khách. Đi ăn đấm thì người ta gọi là du uyên. Còn đi mỏi len thì chỉ có thể là du mê Lucian manh du vây. Là vị tướng AD có ngoại hình như chú dế Jimmy cùng hai khẩu súng to bó mẹ mà chú vừa bách được từ một local dealer. Lucian được tiên dùng cho mọi vị trí vì lượng sát thương to lố lăng và sự cơ động lố bịch. Tất cả là nhờ bộ kỹ năng tiệm cận hoàn hảo mà Riot đã ban cho Lucian. Nội tại, xạ thủ ánh sáng. Sau khi dùng một kỹ năng, Lucian sẽ bắn 2 lần, tức là khỏe hơn 90% anh em ở đây. Đây là một trong những nội tại mất cân bằng nhất của lũ AD. Hai đòn đánh liên tiếp giúp rút ngắn thời gian farm lịch. Hoặc là trận. Thôi thì mình đi đẩy. Đấy, Lucian mạnh đến nỗi bạn pick thôi là thắng rồi. Bạn biết một vị tướng là rất mạnh khi bọn nó đầu hàng trước khi bạn kịp chơi. Nội tại này cho Lucian khả năng trade không thua một con AD nào ở level 3. 3 kỹ năng, 3 lần bắn đùi, 3 rọi béo. Ôi không, tôi vừa kể nhầm một thứ gì đó cùi bắp rồi. Hãy tự loại nó khỏi tiềm thức của bạn nhé. Rồi cùng đi vào tìm hiểu 4 kỹ năng còn lại của Lucian nào. Chiêu quy, tia sáng xuyên thấu. Lucian bắn ra một tia sáng gây sát thương. Làm thế luôn mà ánh sáng lại có thể gây sát thương chứ? Bạn đang nghĩ vậy đúng không? Để tôi cho bạn xem. Đây này, đấy, thấy chưa? Đó là lý do nó bắn đau vừa lờ, đau cả người bắn đây này. Bạn có biết điều tuyệt vời nhất về kỹ năng này là cái gì không? Bạn có thể bắn xa hơn mục tiêu bạn chọn, khiến đối phương chỉ cần sẩy chân thôi là bị bắn vào mồm như một diễn viên Nhật Bản ngay. Kẻ địch dại dột đứng sau lính, chiu. Kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch khác, chiu. Kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch khác, chiu. Kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch dại dột đứng sau kẻ địch khác. Thế thì sạch cái dài lên mà chạy đi vì có cái lean mà bạn cần bốn được. Bạn nghĩ bạn là ai? Irelia. Bằng cách sử dụng chiêu quy một cách tài tình, bạn có thể liên tục cấu máu, cấu máu, cấu máu, cấu máu, cấu máu, cấu máu, bị support cả S, cấu máu, chết, lại chết, và bằng một cách thần kỳ nào đấy mà thắng con mẹ nó game. Dễ không? Dễ vờ lờ. Chiêu W, tia sáng rực cháy. Lucian bắn ra một luồng sáng hình xa 4 cánh. Kẻ địch chúng phải sẽ bị a chói quá. Khi bạn đánh kẻ địch a chói quá, bạn được tăng tốc độ di chuyển. Thế giới này có hai loại người: người tỉnh táo và người nâng chiêu này ở level 1. 60 mana để mà gây 75 sát thương ở level 1 và cooldown tận 14 giây. Thứ tôi cần là sát thương áp đảo, hồi chiêu nhanh, hiệu quả. Nếu tôi cần hao tốn quá nhiều năng lượng chỉ để nhận lại sự thất vọng, tôi sẽ đi tìm tình yêu. Cảm ơn. Làm ơn hãy dừng lại ở một điểm W để lấy tốc độ di chuyển và tương tác với nội tại. Đừng nâng điểm thứ hai nếu bạn có thể nâng kỹ năng khác. Cái gì? Bạn nói sao? Bạn muốn chơi Lucian phép và bạn nâng max W hả? Thôi, làm ơn. Không. Đừng. Thôi. Không. Đừng. Làm ơn. Không. Please no. Chỉ một điểm W thôi là đủ. Nếu bạn làm khác đi thì chúng mình không thể làm bạn được. Khi kết hợp W với nội tại và các kỹ năng khác, bạn có thể tạo combo nhồi sát thương ngập mồm bất cứ kẻ địch nào. Trừ cái con củ lìn cầm dìu xoay xoay trọi trong đi nhặt này. Nó là một con hèn dùng quý thay vì đánh thường. Nó không ao meta mà meta ao nó. Và Caitlyn, vì có chúa mới biết được thang màu của bọn công an hoạt động như nào. Chiêu E, truy cùng diệt tận. Đúng vậy, vừa rồi là toàn bộ mô tả chiêu của nó. Wow, vô cùng hết sức cực kỳ, có thể Ultra Mega Super Omega chi tiết và rõ ràng. Đây là kỹ năng để tạo sự cơ động đáng sợ của Lucian, miễn là bạn biết dùng. Lướt trên mặt nước tận con mẹ em luôn. Kỹ năng này có thể dùng để tái tạo đòn đánh, để dí ulti vào mồm kẻ địch, để rút lui, để tháo chạy và bất cứ công dụng nào mà bạn có thể tìm ra. Không chỉ vậy,
Truy cùng diệt tận còn đưa bạn qua những mảng địa hình, tiết kiệm thời gian di chuyển và dĩ nhiên là nhìn ngầu vờ lờ. Tướng móng, lướt qua, hãng rồng, bước ra. Ôi chúa ơi, kỹ năng này tiện vãi lìm. Bị tiếp cận cũng tệ đấy, nhưng mà không sao, vì với mỗi lần bắn đôi, kỹ năng này sẽ được giảm 1 giây hồi chiều. Và nếu bạn bắn đôi vào tướng, thì đoán xem điều gì sẽ xảy ra nào? Giảm 2 giây luôn đó, kẻ ăn nái những người mẹ ạ. Chỉ cần thêm vài món đồ giảm thời gian hồi chiều thôi, là bạn sẽ tha hồ lướt quanh combat. Nhìn hay quá là hay, bắn chết mẹ từng thằng, nhìn bay quá là bay. Mà thực tế thì biết gì không? Tôi sẽ đổi tên thành quần lót run vũ vì có cái lìn mà chúng nó sờ vào được tôi. Chiêu R, Thanh Trừng. Lucian bắn ra một đống những viên đạn và dĩ nhiên là gây sát thương, chả nhẽ bắn cho vui à? Thanh Trừng là một trong những chiêu cuối có sát thương to nhất cái game này. Ở bất kỳ giai đoạn nào của game, một đợt Thanh Trừng chuẩn xác sẽ biến một con tướng tanh thành con tướng không tanh mấy, biến con tướng không tanh mấy thành con tướng chết, hoặc là biến bạn thành một thằng đần nếu mà chuột của bạn hơi quá nhạy. Nó đã là một phần của chiến thuyết rồi bạn ạ. Nếu bạn chơi Lucian và chưa bao giờ ulti ngu thì bạn chưa chơi Lucian. Trong giao tranh, bạn dĩ nhiên sẽ là nguồn sát thương vật lý chủ lực bên cạnh thằng top Yasuo và mid Zed và rừng Lee Sin và support Pantheon của team bạn. Với những gì tôi đã kể, bạn thừa sức để mà vẫy vùng giữa biển lớn, chọn một cái vị trí an toàn và bắn kẻ địch đứng gần bạn nhất chờ đến khi nó chết và lặp lại quá trình đó với lũ còn lại. Thế thôi. Và Lucian sẽ mang lại cho bạn vô số niềm vui khi mà tàn sát kẻ thù. Và nhiều hơn nữa những cơn đau lưng vì ngồi quá lâu trước màn hình máy tính không thực sự là một ý kiến hay khi bạn đã bước qua tuổi 18 lần thứ 5. Nhưng mà đừng e sợ tuổi già, vì lớn lên thì bạn có thể đi làm và kiếm tiền và quy đổi sang RP để lấy những bộ trang phục vô cùng bắt mắt của Lucian như Lucian rẻ rách 1, Lucian rẻ rách 2, Lucian rẻ rách 3, Lucian rẻ rách ngày Valentine, Lucian rẻ rách 4, Lucian cao bồi, Lucian mà người ta nhìn màu đa sắc để gọi bạn là thằng vàng rách hoặc thằng máy kim rác, Lucian vũ khí tối thượng, Lucian vũ khí hoàng thượng, Lucian đen đỏ. Đúng vậy, họ muốn tôi bỏ ra nửa tháng lương để mà xem một thằng cha nào đó bắn ra những tia sáng nhiều màu. Tắt mẹ game đi mà xem Harry Potter trên web lậu, đã tốn tiền.